Chào các bạn, như các bạn đã biết thì Samsung là một trong những hãng điện thoại được nhiều người yêu thích và sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam với rất nhiều mức giá khác nhau, từ giá rẻ, trung cấp và cao cấp. Cũng giống như những dòng điện thoại Android khác thì những chiếc điện thoại Samsung Galaxy ở Việt Nam cũng được bán ra với nhiều hình thức khác nhau, cho từ những mẫu điện thoại chính hãng, sách tay, hàng cũ, thậm chí là cả hàng nhái, hàng dựng. Nếu các bạn có nhu cầu mua một chiếc điện thoại Samsung Galaxy chính hãng thì đơn giản các bạn chỉ việc đến những cửa hàng uy tín như là Thế Giới Di Động, FPT Shop hay là Viettel Store, Viễn Thông A, v.v. thuận tiện cho việc đi lại, vì thực chất hàng chính hãng chất lượng và giá cả thì cũng xem nhau mà thôi. Còn đối với những bạn mua hàng sách tay hoặc là hàng cũ thì việc lựa chọn cửa hàng và test những sản phẩm cũ phải đặc biệt lưu ý. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn các bước cơ bản nhất để các bạn có thể test được một chiếc Samsung Galaxy, để có thể tránh được những cái lỗi không cần thiết trong khi sử dụng, cũng như là không phải mang đi bảo hành mất thời gian cũng như là tiền bạc. Và sản phẩm mình đang sử dụng ở đây đó chính là chiếc Samsung Galaxy S7S quốc tế hình thức 99% đang được bán ra tại Markmobile. Các bạn quan tâm đến sản phẩm thì có thể tham khảo tại website markmobile.vn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải kiểm tra về phần hình thức của máy. Đây là một phần khá là đơn giản nhưng cũng không kém phần quan trọng. Vì thứ nhất, chúng ta bỏ ra một số tiền không hề nhỏ thì chắc chắn chúng ta sẽ không muốn cưới một em đã quá tàn tạ rồi, đúng không? Thứ hai, thông qua phần hình thức thì chúng ta cũng có thể đoán được cái cách sử dụng của người bán. Từ đó thì chúng ta cũng có thể biết được họ có bảo quản thiết bị có tốt hay không. Nếu chảy xước quá nhiều do va đập thì mình cũng khuyên rằng các bạn không nên mua, vì rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến các linh kiện bên trong. Và đặc biệt với những thiết bị có khả năng chống nước thì các bạn nên test kỹ xem cái mặt lưng của nó có bị chảy xước hay là dập không nhá. Với những chiếc máy mà mình đang mượn tại cửa hàng Markmobile thì hình thức thì gần như mới 100% luôn. Chúng ta sẽ rất khó để có thể tìm được những cái vết móp méo hay là chảy xước quá lớn, hứa hẹn sẽ đem lại chất lượng phần cứng bên trong là rất tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra về phần chức năng của máy. Sau khi kiểm tra xong về phần bên ngoài thì bước tiếp theo cũng không kém phần quan trọng, mà có thể nói là quan trọng nhất để chắc chắn rằng các chức năng của chiếc điện thoại của chúng ta vẫn hoạt động rất ổn định. Khác với những chiếc máy iPhone thì chúng ta sẽ phải test từng chức năng một, thì Samsung đã cung cấp cho chúng ta một cái mã code để chúng ta có thể test được các chức năng này luôn. Các bạn hãy vào phần cuộc gọi và nhấn sao thăng không sao thăng. Sau đó một màn hình test sẽ hiển thị với rất nhiều chức năng khác nhau. Và để chắc chắn thì các bạn nên test từng chức năng một. Ở ba ô đầu tiên là sẽ là test màn hình. Các bạn sẽ kích vào từng ô màu Red, Green và Blue. Và các bạn xem cái màn hình hiển thị của Samsung này nó có cái điểm chết nào hay không. Các bạn nên xem kỹ, xem chi tiết, vì khi máy có một điểm chết thì sẽ rất dễ xuất hiện những cái điểm chết khác nhau sau một thời gian ngắn sử dụng. Tiếp theo thì các bạn hãy click vào từng chức năng như là receiver, thì các bạn có thể test xem cái loa trong của thiết bị nó phát ra âm thanh, nó có nghe rõ ràng hay không, hay nó có bị rè hay không. Vibration sẽ kiểm tra được cái chế độ rung của máy, các bạn xem là rung nó có đều hay không. Ở chức năng dimming thì màn hình sẽ chia làm 3 phần với 3 màu sắc khác nhau, và để chúng ta có thể kiểm tra được độ mờ cũng như là độ tương phản của màn hình. Megacam thì chúng ta sẽ có kiểm tra được cái camera chính của máy. Các bạn thử chụp xem hình ảnh có bình thường hay không, nó có bị rỗ hay không, và cái màu sắc nó có chính xác hay không. Tiếp theo đó chính là phần sensor. Chúng ta sẽ có thể kiểm tra được các cái cảm biến. Các bạn sẽ cần kiểm tra từng loại cảm biến khác nhau. Với những thiết bị có chống nước thì các bạn hãy đặc biệt ở chú ý ở cái barometer này, sensor. Các bạn thử nhấn vào màn hình xem cái dãy số nó có thay đổi hay không. Nếu vẫn thay đổi và khi nhấc tay ra nó không thay đổi nữa thì chứng tỏ máy vẫn kín và chúng ta vẫn có thể chống nước được. Tiếp theo là touch. Các bạn sẽ kiểm tra xem cảm ứng của máy xem nó có bị lỗi hay không bằng cách vẽ theo các đường ô hình chữ nhật. Chỗ nào mà vẽ qua mà nó không thấy nó đổi sang màu xanh thì rất có thể đó chính là điểm chết cảm ứng và các bạn sẽ phải đặc biệt lưu ý. Tiếp theo là sleep thì chúng ta sẽ có thể kiểm tra được cái chế độ tự động tắt màn hình. Speaker thì chúng ta sẽ kiểm tra loa ngoài xem nó có bị rè hay không. Sắp cây thì các bạn sẽ kiểm tra được các phím cứng của máy. Các bạn sẽ ấn hết tất cả phím, phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng, phím home, phím back, phím đa nhiệm, tất cả các phím đó, nó hoạt động tốt là được. Front cam thì chúng ta sẽ có thể kiểm tra được camera trước của máy. Các bạn cũng có thể là thử chụp ảnh xem là ảnh ra nó như thế nào, nó có bị mờ nhòe hay là nó có hiện tượng gì bất thường hay không. Tiếp theo là LED thì các bạn có thể kiểm tra được cái đèn LED thông báo này nó có hoạt động tốt hay không.
Đó là những cái mà chúng ta có thể là test đơn giản nhất. Và ngoài ra với những máy đời mới thì chúng ta sẽ có những cái chức năng khác trong danh sách test, các bạn cũng có thể nên thử. Và sau khi test những cái chức năng thì các bạn có thể yên tâm hơn một chút về chiếc điện thoại của mình rồi. Tuy nhiên còn một số chức năng khác cần phải test như là lắp SIM để chúng ta có thể kiểm tra được cái chức năng gọi điện, rồi thì 4G, 3G xem nó có ổn định hay không. Tiếp theo thì các bạn hãy kết nối Wi-Fi, Bluetooth rồi tất cả các kết nối vào để xem nó còn hoạt động hay không. Tiếp theo thì các bạn hãy kiểm tra xem là cái thử cắm sạc rồi tai nghe vào xem là cái jack cắm của nó còn hoạt động hay không. Đồng thời thì thông qua cái thời gian sạc, các bạn cũng xem được cái thời lượng pin tăng nó như thế nào. Nếu tăng quá nhanh bất thường và giảm ngay sau khi chúng ta rút sạc ra thì rất có thể viên pin này cũng có vấn đề rồi và các bạn cũng nên xem xét. Và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho bạn các bước để có thể kiểm tra được những chiếc smartphone Samsung nói chung và Galaxy S7 và S7S nói riêng. Hy vọng thông qua video này thì các bạn có thể tìm mua cho mình và người thân những chiếc điện thoại Samsung ưng ý nhất. Nếu vẫn cảm thấy chưa thực sự tự tin để có thể tự mình test những thiết bị Samsung cũ thì các bạn có thể qua ngay các cửa hàng của MarkWise trên toàn quốc để có thể mua sắm và hưởng chính sách bảo hành hậu mãi tốt nhất. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.